Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Thì chúng ta lại tiếp tục với cái series từ trường vật lý 11. Tới cái dạng 3 là từ trường trên trục của ống dây mang dòng điện. Tới phần C là các bài tập ví dụ hả các bạn. Thì mình cũng sử dụng cuốn sách bồi dưỡng năng lực tự học vật lý lớp 11 của nhóm tác giả Thăng Long ha. À, cái bài đầu tiên là bài 625 trang 118. Mình đọc đề và mình tóm tắt ha mày. Tóm Một ống dây dài 25 cm có 500 vòng dây. Một ống dây dài 25 cm là chiều dài L là 25 cm, đổi đơn vị là 0,25 m. Có 500 vòng dây, có nghĩa là N lớn là 500 vòng dây. Đơn vị của nó là vòng dây. Vậy đây là không phải đơn vị vật lý cho nên mình để trong ngoặc. Có dòng điện cường độ là I bằng 0,318 ampere. Tính cảm ứng từ từ một điểm bên trong ống dây. Nó rất là mơ hồ. Nói chung là tại trục của ống dây. Cảm ứng từ tại trục delta của ống dây là bằng bao nhiêu khi mà mình lấy 0,318 là 1 phần pi. Nó cho thêm một cái hệ số đổi, hay là 0,318 nó coi như là 1 phần pi. Rồi thì mình tính thôi các bạn. Giải ta có cảm ứng từ tại trục của ống dây là ghi công thức ra là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7. Ở đây là công thức có liên quan tới n với l cho nên là mình dùng công thức liên quan tới n lớn với l bằng thế số 10 mũ trừ 7. N của mình là 500 và N của mình là 500 và L là 0,25. 0,25. Cái Y của mình là 0,131318 cho nên là gọi là 1 phần pi. Là mình rút gọn. Pi với pi mất. Nhân cho 1000 đi. Nhân với mẫu cho 1000, có nghĩa là nhân trên tử cho 1000. Mình làm từ từ các bạn. Rút gọn pi nè. Rút gọn pi nhân trên tử cho 1000 nè. Thì nhân với mẫu cho 1000 là mình có là 250. Chưa? Sau mình rút gọn 500 với 250 là 2. 2 với 4 là 8. 2 nhân 4 là 8. Còn 1000 với 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 4. Đơn vị là Tesla. Cái bậc của B các bạn, bạn lưu ý cái bậc của B nó cỡ 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 5 mà gì đó. Tại từ trường cảm ứng từ rất là yếu các bạn. Tiếp theo mình tới bài 626 trang 118. Mình đọc đề và tóm tắt. Một ống dây có dòng điện chạy qua tạo trong lòng ống dây một từ trường đều gì, một từ trường đều à, có nghĩa là gần những cái trục của bạn, những cái địa những cái đường thẳng song song và gần cái trục á, thì nó sẽ có nó như là một cái từ trường đều trừ 3 Tesla. Có cảm ứng từ là 6 nhân 10 mũ trừ 3 Tesla. Ống dây dài 0,4 m là nó cho L bằng 0,4 m và có 800 vòng quấn xích nhau, N bằng 800 vòng. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây là bao nhiêu? Bây giờ nó hỏi cường độ dòng điện I bằng bao nhiêu. Rồi thì mình sử dụng công thức
một công thức thôi, xong mình bằng toán học mình rút y ra, chứ bạn đừng nhớ nhiều công thức rồi nó dễ nhầm, nó khó nhớ nữa. Bạn nào học thuộc được thì các bạn học ha, nghĩa là các bạn học chuyên xã hội thì dễ thuộc lắm. Đi ra y bằng BL chia cho 4B nhân 10 mũ trừ 7N thay số, 6 nhân 10 mũ trừ 3 nhân cho 0,4 chia cho 4B nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho 800. Bằng đây các bạn rút gọn ha, số thì nó hơi hơi xấu đó, 10 mũ trừ 7 nhân cho 100 bên đây, 44 rút gọn này. Nè, 10 mũ trừ 4 ở trên nè, 44 rút gọn còn 6 nè, bi ở dưới nè, 10 mũ trừ 7 còn 8 nè, 10 mũ trừ 7 với 10 mũ trừ 5 thì các bạn có được 10 là 60, 6 rút gọn với 8 là 3 phần 4, 30 phần 4 là 15 phần 2, 15 phần 2B. Thì cái số này nó cỡ bi là cỡ 1 phần bi là cỡ 0,3, 0,3 mà nhân cho 7,5 là nó cỡ nhiêu ta, 7,5 0,3 mà nhân cho 7,5, 3 nhân cho 75, 3 nhân cho 75 là đi 5 là 1, 21, 22 nó vào cỡ 2,3, 7,5 nhân 0,3 là hai số 0, 0,23 ampere các bạn, cỡ 0,23 ampere. Rồi mình tiếp theo cái bài tiếp theo thôi. Là bài 627 trang 118 tóm tắt. Một ống dây dài 50 cm, L bằng 50 cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 A, Y bằng 2 A. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B bằng 25 nhân 10 mũ trừ 4 Tesla. Số vòng dây của ống dây là bao nhiêu? Nó hỏi N là bao nhiêu? Này mình cũng biến đổi ha, đơn giản. Ta có B bằng 4B nhân 10 mũ trừ 7 N chia L. Nó hỏi N, vậy mình suy N bằng B L chia 4B nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y bằng, thấy số vô là 25 nhân 10 mũ trừ 4 nhân cho L là 0 5, nãy mình quên đổi đơn vị hả bạn, đây là 5 nhân 10 mũ trừ 1 mét, 0,5 mét đó bạn, 5 nhân 10 mũ trừ 1. Để vậy thì mình dễ rút gọn lũy thừa hơn, 4 bi nhân 10 mũ trừ 7
Y là hai bạn. 5 25 là đi 125. Ở dưới là 2 là phần 8B. Ok, phần 8B. Còn 10 mũ trừ 4 nhân 10 mũ trừ 1 là 10 mũ trừ 5 rút gọn với 10 mũ trừ 7 dưới là 10 mũ trừ 2 dưới. 10 mũ trừ 2 dưới nhân lên trên là 100, thêm hai số 0 vô. Ok. Nó vào cỡ 497 vòng. Cỡ 500 vòng các bạn. Và mình sang bài tiếp theo. 628 trang 18. 118. Tóm tắt. Một ống dây có dòng điện Y bằng 20 A. Một dây có dòng điện Y bằng 20 A. Là cường độ của nó các bạn. Chạy qua tạo ra trong lòng ống dây một từ trường có cảm ứng từ B bằng 2,4 nhân 10 mũ trừ 3 Tesla. Số vòng quấn trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu? Có nghĩa là nó hỏi N các bạn. Có nghĩa là số vòng trên một đơn vị chiều dài là bao nhiêu? Thì lúc bấy giờ mình sẽ dùng cái công thức số 2. Ta có B bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7 N nhân cho Y. Suy ra N bằng B chia cho 4π nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y. Thay số 2,4 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 4π nhân 10 mũ trừ 7 Y là 20 bằng. Ok, thì rút gọn một chút, đây là 24 2,4 mà chia cho 8 là đi 0,3. 0,3 10 mũ trừ 7 rút gọn với số 0 nhân cho 10 là 10 mũ trừ 6. Ở dưới rút gọn là 10 mũ trừ 3, lên trên là 10 mũ 3. Ở dưới là B. Ok, thì các bạn có thể bấm máy nha bạn. Này là cỡ 300 chia 300 chia cho bi. Cỡ 95 vòng. Ơ 95 vòng trên mét. Vào cỡ 95 vòng trên 1 mét. Rồi, mình sang bài tiếp theo. Bài 629. Trang 119. Tóm tắt. Một ống dây dài 5 cm chỉ có 100 vòng dây mang dòng điện là có cường độ là 5 A. Ống dây dài 50 cm là bằng 0,5 m có 1.000 vòng mang dòng điện có cường độ là 5 A. 5 A rất lớn các bạn. Tín đồ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây. Trên trục các bạn. Trong lòng nó chỉ là gần đúng thôi. Trên trục mới là chính xác. Trên trục mà còn phải ở giữa nữa. Giải. Ok, thì bài này các bạn dùng công thức thôi. Ta có B delta bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho n chia l nhân cho y bằng 4π nhân 10 mũ trừ 7 n là 1.000 chia cho l là 0,5 nhân cho y là 5. 5 chia 0,55 mất 4π
là 10 mũ 4 nè. 1.000 chia 0,1 là 10 mũ 4 ha bạn. 10 mũ 4 nhân 10 mũ 7 trừ 7 là 10 mũ trừ 3. Đồng vị Tesla. Ok, mình sang bài tiếp theo. Là bài 630. Trang 119. Tóm tắt. Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có bán kính 0,5 mm. Tiết diện có bán kính R nhỏ, mình gọi là R nhỏ 0,5 mm. Tí nữa mình sẽ giải thích nó là gì. Thì mình đổi ra là 5 x 10 mũ trừ 4 m. Bạn chia cho 1.000 các bạn. Sao cho các vòng dây sát nhau. Sát nhau là một cái dữ kiện đó bạn. Tính số vòng trên 1 mét chiều dài. Có nghĩa là tính n nhỏ bằng bao nhiêu. Chưa các bạn. Thì vậy mình giải thích nó như sau. Đầu tiên á, là cái dây dẫn của mình á. Đây cái dây dẫn của mình. Chưa các bạn. Thì nó là một cái hình trụ. Cho nên nó cái hai cái nắp của nó là hai cái đáy của nó nè. Hai cái đáy của nó nè, nó sẽ là một cái hình tròn. Và cái hình tròn thì nó sẽ có bán kính. Thì cái bán kính mà đề bài nói tới đây á, là bán kính của cái dây dây dẫn bạn, tiết diện chính của dây dẫn bạn. Chưa các bạn. Thì khi các bạn quấn á, cuốn nó kích nhau á, thì nó sẽ thành cái hình vậy. Được không bạn? Đó. Và cứ như vậy chấm 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 tới cái dây cuối cùng dẫn về. Thì cái đoạn này nữa bạn chính là cái đường kính của cái dây dẫn của cái tiết diện chính ha. Thì D nhỏ nó bằng 2R bạn. Đây nó là cái đoạn này. Đây chính là D nhỏ. Chưa các bạn. Thì để tính được N á, thì các bạn có công thức. Ta có nè. Công thức thì mình đã giới thiệu các bạn ha. Là bằng số vòng chia một đơn vị chiều dài. Mà làm sao để tính được số vòng. Thì số vòng có phải ở đây là. Đây số vòng N ở đây. Thì có phải là mình lấy cái chiều dài nè. Cái chiều dài của cái ống dây là L. Mình đem mình chia cho D không các bạn? Chia cho D là cái độ độ rộng của một cái vòng. Đó, một cái độ rộng của một cái vòng mà nó chiếm. Thì lấy L chia cho D mình sẽ được là số vòng. Các bạn thay vô đây. Thay N bằng L chia D vô đây. Thì bạn ra được công thức là L chia cho D xong rồi lại chia cho L thì nó là 1 phần D. Các bạn nhớ số vòng khi mà cái dây dẫn của mình nó có kích thước á và mình quấn khít nhau á thì nó sẽ có một cái mật độ gọi là mật độ vòng dài là N nhỏ bằng 1 phần D. Rồi các bạn thay số thôi. 1 phần D là 2R. Mình ghi 2R luôn đi. Bằng 1 phần 2R nhỏ. Và R nhỏ là bán kính của hình tròn tiết diện chính của cái dây dẫn ha bạn. Bằng 1 phần 2 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 4. À, 10 mũ trừ 4 đảo lên. 10 mũ trừ 4 nằm ở dưới nghĩa là 10 mũ 4 nằm ở trên. 2 nhân 5 là 10. 10 mũ 4 chia 10 là đi 1.000. 1.000 vòng trên 1 mét. Mật độ của nó là cứ mỗi mét là mình sẽ quấn được 1.000 vòng. Và cái dây dẫn mà mình dùng để quấn đó, nó có cái bề rộng đó là nửa bề rộng là 0,5 mm, nghĩa là bề rộng là 1 1 1 mm rồi.
Mình đến bài tiếp theo là bài 631, trang 119. Một ống dây dài 50 cm. Nó cho tóm tắt tóm tắt L bằng 50 cm, nghĩa là 0,5 m, và 5 nhân 10 mũ trừ 1 các bạn. 5 nhân 10 mũ trừ 1 mét. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 A, Y bằng 2 A. Này, mấy bài giống giống nhau các bạn. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn là B bằng 25 nhân 10 mũ trừ 4 Tesla. Tìm cái số vòng của ống dây. Bài này chắc mình không giải, bạn mình suy ra công thức cho các bạn thôi, rồi các bạn tự thế số tính ha. Ta có là B bằng 4B nhân 10 mũ trừ 7 N chia L nhân cho Y, vậy suy ra N nó sẽ bằng, muốn có N thì đuổi mấy cái số xung quanh nó đi qua bên kia, B là chủ nhà ghi lại, L ở dưới là lên trên, còn mấy kia ở trên thì xuống dưới. À, các bạn thế số mà mình nhanh tới bài tiếp theo 632, trang 119. Tóm tắt: một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính đó, R nhỏ bằng 0,5 mm, là 5 nhân 10 mũ trừ 4 mét. Sao cho các vòng sát nhau khi dòng điện khi có dòng điện 20 A, Y bằng 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong ống dây là bao nhiêu? Cảm ứng từ trong ống dây là bao nhiêu, là B delta bằng bao nhiêu đó bạn giải. Các bạn dùng kết quả của bài 630 các bạn. Các bạn không biết thì cứ làm từ từ thôi. Thì ở đây mình áp dụng cái công thức của bài 630 luôn. Rồi ta có nè, cái mật độ vòng dây á sẽ bằng là 1 phần D bằng 1 phần 2R nhỏ bằng 5 bằng, hồi nãy là mình tính ra 1.000 vòng trên dây các bạn, nhân 5 nhân 10 mũ trừ 4 bằng 1.000 vòng trên dây. Rồi sau đó ta lại có ha, B delta nó sẽ bằng là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 n nhân cho y bằng 4 pi nhân 10. Mình dùng công thức số 2 nha các bạn, tại vì tính theo n nhỏ chứ không phải tính theo n lớn với l. Y ở đây là 20, bạn nhân vô 2 nhân 4 là 8, vậy là 8 pi. 10 1.000 nhân 10 là 10 mũ 4, 10 mũ 4 nhân 10 mũ 7 là 10 mũ trừ 3 Tesla. Rồi, mình tiếp bài tập về từ trường tại trục của dòng của cái ống dây mang dòng điện của mình đến đây là hết các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy theo dõi kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo.